kiếm được đồng tiền không phải đơn giản đâu các bác, vất vả lắm các bác ạ. Quê em nó là vậy đấy các bác, và để làm ăn đồng tiền kinh tế cũng khó lắm các bác. Đây các bạn ạ, thực ra làm những ruộng này rất ức chế luôn. Thế nhưng mà vẫn phải làm thôi các bạn. Tại vì máy mà không làm thì bà con lại được cuốc, mà cuốc thì rất vất vả các bạn ạ, và rất khó. Thôi thì chịu khó hơn khó chịu các bạn nhé. Ruộng quê em nó nhỏ xíu thôi đây. Máy vào cũng vất, đây các bạn thấy không? Máy vào rất vất, mà không làm thì bà con lại phải cuốc. Và cuốc thì đương nhiên là mình không làm thì các bà con lại bảo là mình kén chọn việc. Chính vì thế mà thôi thì chịu khó hơn khó chịu, giúp bà con, thứ cho bà con đỡ vất vả. Còn thực ra máy to vào những ruộng nhỏ này quay rất vất các bác nhá. Các bác đi làm thì các bác biết. Ruộng nhỏ cày ức chế nhỉ, ức chế thì vẫn phải làm các bác. Thôi chịu khó hơn khó chịu các bác. Mà bà con đã khó chịu thì thực ra là cũng rất vất vả về các vụ sau. Thôi thì cứ làm vậy thôi.
Cho cô bà lên tivi cho nó sướng đời. Cái miếng này là gần 300 mét vuông á. Đúng không? Đó, đúng không? Chờ biết. Được, nhìn chí. Đây, cái để máy này nó chạy trước. Máy này chạy trước, máy nó chạy. Bà Yên Chí. Rồi. Cứ chạy tí tí tổng quá vậy mà. Thank you.
chín được cho nó có flare đẹp tí các bác nha. Lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác nha. Cảm ơn các bác đang xem video của em. Các bác cho em xin nút đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người biết đến hội máy cày bọn em các bác nha. Em chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Cánh đồng trên như lần trước đấy, đầy nhà có cỏ rải đây. Chờ ba lên trắng đồng là có. Mấy nhỏ rồi. Trong phơi nắng nó càng nắng càng khô. Nước vào nó không có nắng được. Quá gạt chứ còn gì nữa. Đúng đâu, lên này là làm hai lần nhưng sau bà cán nước vào nó nhuyễn bà cán là nó ra cháy rồi. Không bây giờ phanh một lần nữa sau quanh cấy. Cày hai lần hôm sau lại con cấy thì nó lại đắt ra. Nếu mà xác định lần sau vẫn nên cày tiếp thì lần này chỉ phải một lần này thôi.
sau bọn em đến lượt bọn em xuống quanh tới là bọn em quanh tới đây là nó vẫn ra đấy thôi mà. Là đợt sau trả xuống kiến chị mình thì đấy vẫn quanh tới vẫn tất cả cánh đồng đây vẫn quanh tới nhưng mà thế thì thay mẹ làm cho xong chứ đây vẫn tất cả cánh đồng đây vẫn dần là sau con nước đâu là quanh tới gì nữa. Quẹt ra cái là cán gái là cấy ngay thôi gì mà nếu mà sau xác định vẫn thuê lần nữa thì thôi thả lần này phay một lần thôi sau là phay lần nữa có vừa đẹp rồi vừa nhàn rồi gạt thì vẫn mình ra gạt mình có nhận chất luôn à thế à gạt vẫn bọn cháu gạt cái dài tất cánh đồng này không biết mà trên kia phay có lần lần sau cấy cùng cấy không làm nữa cho nên là thay hai lần chưa cầu thì còn thay hai lần vẫn nhận rất quanh cấy rồi đấy cho nên nó thay một lần thôi rất phay hết rồi. Buổi chiều nay là xong lần sau quanh cấy là về quanh cấy với là cho các bà cấy rồi xong thế quanh làm gì hai lần làm gì cho nó xong sau lại quanh lần nữa thì có về đất ra không.